thua. Rụng cỡ này. Cái này không có cỏ quét nó dễ. Có cỏ quét hết luôn. Trái này chín, đỏ là chín. Nhìn trái thấy ha. 2 và trái chín. Có khi 4 trái, 5 trái. Có ba trái. Cây này quá phứ. Bây giờ mình có trái để ham cho. Chút đi. Cái vườn này là gần tháng người ta mới cắt nè, người ta không có người cắt. Trái chín cũng có giờ nó chín tới nỗi móc luôn. Nó chín tới xanh móc luôn. Trái thấy hàm không? Nghẹt trái thì người ta có giải phân đó mọi người. 3 tháng giải phân, lần phân. Một móc. Xe này người cắt là chạy lại đó mọi người, người ta có thể chở 2.000 kg trên chiếc xe này. Giờ mình phải đi vườn khác, không có chờ họ chở được. Ừ. Bi. Cái này là mình đi qua vườn người khác đó mọi người, cũng cặp bên cách một miếng vườn, đi lòng vòng. Đi đường nó khó, mình không có quay tại sợ té đó. Ôi dù, cây hết biết trái luôn.
Người ta quay mình không dám lại gần mọi người, đứng xa xa nhìn nhìn quay, người ta không có cho mình quay, mấy người này khó tính. Kaka, banyak gajin lah kaka. Kita bukan ini kan, buah ni banyak kan. Banyak buah. Tế ngộ đang cơ buôn bua hình tua bao nhiêu hả? Tapi tuan cơ buôn tạ thảo bò lên. Wow. Ini yang baik macam senang. Người này chắc năm mấy 60 tuổi thôi mọi người, chuyên đi ra làm nghề giường. Cứ đi chào khách, tạ ba cây ăn lớp rồi cả. Hả? Ăn lớp tạ ba cây sao kít tăng ăn à? Li chin, li chin à? Ở đây ăn lớp tạ li chin mà. Nanti kena duri dia. Pelan-pelan. Lambat itu. Sangkut lah. Sama duri. Kalau ada sarung tangan. Tak ada, tak ada, tak ada tu. Nali. Ah, ada, ada biji, ada kuah. Banyak kuah. Ini satu loli tak boleh angkat lah. Dapat tun kak? Banyak. Laban tun ada? Ha? Sekarang sudah ada 6 tan lah. 400 lebih. 400 lebih ya? Oh. Bà nói phải hai xe phải lại chở mới hết. Nhiều trái lắm. Nhìn cơ. Ôi vô. Giường ta trái thấy ham à. Nhìn kìa, chín một lần 4-5 trái một cây. Ui, ui. Mọi người, xe phải ở trên đi xuống thì xuống. Đẩy xuống chứ mình không có đẩy ngược lên, nặng lắm. Dạ, con đi làm vườn thấy tội cho bà không? Người này Indonesia đó mọi người. Mọi người cắt trái đây là toàn người Indonesia không? Họ qua đây làm. Thank you.
này chắc 60 tuổi mọi người. Cái vườn này người ta nói là phải 7-8 tấn đó mọi người, hai xe lại chở đó mọi người. Từ đây tới chiều xe mới lại mọi người. Cứ 15 ngày là họ lại cắt là vừa mọi người. Nếu mà họ trễ 20 ngày hay mấy ngày là trái sẽ rụng đỏ như thế. Cái vườn hồi nãy quét nó mệt lắm. Chồng mình thì đang đếm một đống bao nhiêu trái. Lát nữa là kêu đôi cái xe để chở á, mà mình biết cái chỗ nó cần trái này nè, nó có ăn gian mình hay không mình biết, mình đếm trái mình biết. Cái này là chồng mình đi câu vườn cho người ta chứ không phải vườn nhà, rồi đó đếm bao nhiêu trái cho ông chủ không biết. Một trái gì là khoảng 15-20 kg có đó mọi người. Ê, tạm biệt mọi người nha. Mọi người vui lòng đăng ký kênh giùm mình. Xin cảm ơn nhiều. Bye.